cần phải có cái sức mạnh của một người khổng lồ để mình có thể nhân rộng những cái giá trị mà mình đang mang lại. Và cái người khổng lồ đó thì chính là Gojek, một siêu kỳ lân ở Đông Nam Á. Relaunch vào thời Covid, đâu là cái điểm khác biệt của Gojek với những cái công ty khác? Điểm khác biệt nhất ở trong cái DNA của Gojek đó là cái cách tiếp cận về vấn đề, đó là creating share value, tạo ra cái giá trị chia sẻ. Đấy là khi một cái doanh nghiệp họ thông qua việc tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng thì họ mang lại được cái giá trị kinh tế. Giai đoạn vừa rồi mọi người nói rất nhiều về data driven business, một cái công ty mà kinh doanh dựa trên dữ liệu. Dữ liệu là nguồn dầu mỏ mới, nhưng mà cái khó là ở trong cái việc là làm thế nào để chúng ta biến được cái dữ liệu đó trở thành sự thấu hiểu khách hàng, nhất là đừng nhầm lẫn giữa cái dữ liệu và cái việc là chúng ta hiểu khách hàng. Văn hóa dữ liệu, chị Phi Vân rất là thích cái từ đó, có lẽ là một trong những thứ đang rất thiếu ở rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Điều gì đã giữ đất ở lại đây ngày hôm nay? Lý do em join Gojek cũng là lý do em ở lại Gojek cho đến bây giờ, đấy là những cái nụ cười, những cái niềm vui của những đối tác tài xế, những đối tác nhà hàng của mình. Dù gì đi chăng nữa thì cuối ngày chúng ta sẽ vẫn là những con người, và chúng ta vẫn phải chăm lo và quan tâm và yêu thương những con người. Công nghệ cuối cùng cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Gojek là còn kiêm thêm dịch vụ ông Tơ Bà Nguyệt cho các đối tác của mình. Chắc là trong tương lai sẽ có một đám cưới tập thể chăng? Mang tên Gojek. Cũng có thể. Hiện nay chúng ta nhìn vào cái sản phẩm cuối là cái ứng dụng sẽ thấy có nhiều công ty cũng hao hao nhau. Nhưng mà Gojek họ luôn nhìn xem là trong xã hội có những cái nhóm người nào mà đang không có được một cái điều kiện tốt. Gojek sẽ tập trung các cái sản phẩm, các cái dịch vụ của mình xoay quanh các cái đối tượng đó. Đây là một trong những công việc hiếm hoi mà khi mà mình tăng trưởng được công ty thì cái kết quả nó rất là rõ ràng. Cùng Nguyễn Phi Vân trong talk show Nguy cơ phát sóng thứ 5 hàng tuần trên vnexpress.net.